Chia tay đi. Em nghĩ kỹ chưa? Khi không còn vị trí đặc biệt trong lòng ai đó, tốt nhất ta nên chọn cách im lặng và ra đi. Giai đoạn đầu tiên sau chia tay, hụt hẫng, cảm giác thiếu vắng một điều gì đó quen thuộc luôn quẩn quanh ở trong đầu. Và điều khó khăn hơn cả là thoát khỏi sự đeo bám của những kỷ niệm. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate. Những điều đã từng rất ngọt ngào bỗng trở thành thứ khiến tim nhói lên mỗi khi nghĩ tới. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy. But I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Anh nè. Wow. M24 là của anh, còn K98 là của em nhá. Wow, nice. Cái cách mà cả hai đã từng hợp nhau thế nào, từng vui vẻ ra sao, cứ thế bất chợt ùa về. Anh cứu em, chúng nó quay em lại. Chẳng mấy chốc mình lên trí tôn anh nhở. Mọi việc tôi làm, mọi nơi tôi đến, ở đâu cũng hiện hữu hình bóng của anh. Em không vứt chìa khóa đi à? Thì em không thích vứt, em muốn giữ làm kỷ niệm. À? Người ta vứt chìa khóa đi là để ổ khóa không mở ra được, và hai người sẽ mãi mãi khóa chặt với nhau. Còn nếu như có người muốn giữ chìa khóa lại thì chắc là sau này muốn mở nó ra rồi. Sao anh không nói em sớm? Những lời hứa cuối cùng cũng chỉ là lời hứa. Một giây mất bình tĩnh cũng đủ để đánh mất tất cả. Em phải bình tĩnh nghe nói đã chứ. Em không muốn nghe cái gì nữa cả. Sao lúc nào em cũng cư xử như vậy thế nhở? Như vậy là như nào? Em là sai à? Anh đã giải thích với em rồi. Nhưng có lẽ tôi suýt quên một điều. Nếu còn yêu, sao không thử một lần cù níu kéo? Em xin lỗi vì em đã quá trẻ con, đã không hiểu chuyện. Em muốn mình quay về như lúc xưa, được ăn mì anh nấu, cùng anh chơi PUBG Mobile và cùng nhau leo danh trí tôn. Mình làm lại từ đầu anh nhá. Ai vậy anh? Người ta nhầm nhà mà. Thôi mình đi vào đi em. Sau chia tay, điều đau nhất không phải là nhìn họ đi với người khác, mà đau nhất là nhớ lại những lời họ từng hứa với mình. Ổ khóa không mở ra được, và hai người sẽ mãi mãi khóa chặt với nhau. M24 là của anh, còn K98 là của em nhá. Nhưng thời gian trôi qua, bạn sẽ phải học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng việc ai đúng, ai sai có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mọi thứ đã kết thúc và bạn vẫn sẽ phải tiếp tục sống, tiếp tục bước đi, dù cho hiện tại bạn không còn người đó ở bên cạnh nữa. Muốn biết con gái mạnh mẽ ra sao? Hãy đợi đến lúc cô ấy chia tay người mình yêu. Người yêu có thể không có, nhưng PUBG Mobile thì nhất định phải lên trí tôn. Tải ngay PUBG Mobile và tham gia tuần lễ Halloween cực hấp dẫn để nhận về vô vàn phần quà thú vị. PUBG Mobile, game bắn súng sinh tồn cực hot, chơi là thích, ngại gì chưa nhích.